bình minh và hoàng hôn. Cả hai đều rất đẹp. Nhưng tại sao người ta chỉ thích đặt tên là bình minh thôi nhỉ? Tôi rất tự tin vào giọng hát của mình, chinh phục mọi lỗ tai khó tính nhất. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Ôi má ơi, người gì đâu mà đẹp long lanh như trong bức tranh vậy trời. Yeah, tôi đi đây. Hồ Biên. Tôi đi bộ. Khi anh chịu gặp em thì thôi. Đại bút thầy, em yêu ai cũng đấy. Không. Yeah, hôm nay kiếm được nhiều tiền quá. Live show Đình Vào. Không phải dạng vừa đâu. Ôi cô đi. Thời hạn sống thì tối đa còn 5 năm. Anh Phong với cái bị gì mà nhập viện nhanh lắm? Chuyện nhỏ mà. Thằng bạn thân của tôi này có chuyện gì? Hả? Phim của cuộc đời Đình Phong ấy nó còn dài.